đây mình quẩn quẩn ha, mình lấy máy quay ra mình quay vòng vòng trước nhà mình để coi thử ha, bữa sáng cái thời gian mà bữa trưa đó thì ở gần nhà mình nó không khí nó như thế nào, và một phần cũng là để test cái tay cầm chống rung gimbal này luôn các bạn. Đấy thì cái video này mình đang thực hiện là bằng cái tay cầm chống rung gimbal này các bạn. Đấy thì bây giờ mình sẽ cùng xem ha, thì ở xung quanh của mình, xung quanh nhà mình thì cái khung cảnh nó như thế nào, và thử test luôn cái chất lượng của gimbal này quay nó có ok không nha. Bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân mình đi dạo một vòng. Ok, let's go. Gửi xe mới để cái xe ở ga đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng quanh nhà mình. Thì mình thấy nhà mình thì cũng xung quanh nó cũng khá là đẹp và dễ thương. Mấy hồi nãy đi chợ thì ghé ngang qua thấy đây, thì cái hồ này phải nói là quá đẹp luôn. Lâu rồi mới ngắm nó vào buổi thời gian ban trưa đó các bạn. Thì các bạn thấy ở đây rất là nhiều cái gì các bạn biết không? Đây rất là nhiều vịt luôn nè các bạn. Đây thì để mình đi gần qua cái view bên kia ha, để cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Đấy, còn đây là bên trong cái khu đền nè các bạn. Thì ở đây nó có một cụm là một cái hồ, với lại phía trước cái đền này thì nó có một cái hồ nước rất là đẹp ha. Và đây là cái khu đền của mình. Đấy. Thì hiện giờ mình quay cái clip này là mình cũng đang là đi bộ tung tăng đấy các bạn. Đấy. Thì để coi ha, khi mà mình xong á mình làm lại clip, mình chỉnh sửa edit thì để coi cái gimbal này nó có phải là đúng với cái giá trị của nó hay không ha. Rồi. Ở đây mình sẽ cho bạn xem cái view này đẹp không nè. Đấy, vô khung ảnh rất là đẹp luôn. Đấy. Mùa thu Nhật Bản, bây giờ đây là những cây sakura đó các bạn, đây là cây hoa anh đào hết nè. Đó thì giờ này nó đã rụng lá hết rồi. Và đâu đó thì 1-2 tháng nữa thì qua cái mùa đông thì nó sẽ bắt đầu ra hoa ha. Và các bạn sẽ thấy một cái đất nước Nhật Bản rực rỡ mà những sắc hồng nè, trắng nè của hoa anh đào. Thì bây giờ bạn thấy phía trước kia ha, đây là rất là nhiều vịt luôn các bạn. Đây là vịt trời nha, chúng này vịt này có thể bay được. Đấy 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 đấy, các bạn thấy nó bay không? Đây. Và vịt này hoàn toàn tự nhiên nha, không có phải của ai hết. Để bây giờ mình zoom lại ha, để thử cái tính năng zoom cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình zoom lên nè. Thì phải nói là rất là tiện luôn. Đấy. Rất là nhiều vịt cả trăm con. Đấy, bây giờ mình trả lại ha. Thì cái tay cầm gimbal này thì nó rất là hay ở cái là mình nó có cái phím chức năng đấy để hỗ trợ trong quá trình mình quay video. Thì chẳng hạn như là lật màn hình nè, rồi bao nè, rồi chỉnh các cái option rất là nhanh và tiện luôn, chỉ cả trên một cái tay của bạn cầm thôi. Đấy, cầm thì mình thấy cầm cái khối lượng của gimbal này mình cầm mình cảm thấy cũng rất là vừa, không đến nỗi nào mà nặng lắm ha. Cũng vừa tay, nói chung là nó cũng có trọng lượng nhưng mà khá là vừa tay. Đấy, bạn thấy bên đó bên góc này nè. Đấy, rất là nhiều vịt ngủ nha. Đấy thì nói về vịt trời, vịt ở Nhật thì cũng là mình có hai cái loại vịt ha. Một là vịt trời, hai cũng là vịt giống như vịt nhà của mình đấy. Thì hầu hết là người Nhật người ta không có ăn vịt đâu nha các bạn. Đấy, nhưng mà trong quá trình đi chơi thì mình cũng thấy có một số nơi người ta phục vụ cái món con món vịt này. Đấy, nhưng mà vịt mà khi mà phục vụ ở Nhật đó, đó là vịt trời. Đấy, chứ không phải là vịt kiểu như vịt nhà, vịt vườn của mình. Đấy, vịt trời là mấy con vịt nó bay được đấy, và nhỏ 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 vậy thôi. Đấy, nhưng mà những bé trong đây ha, những bé mà mình đang quay đây là những bé vịt hoàn toàn tự nhiên, không có ai nuôi hết đó. Thấy ở đây thích hợp, yên tĩnh thì nó đến, nó sinh sôi nảy nở ở đây thôi. Ok, thì khá là cái khung cảnh khá là thanh bình ha các bạn ha. Đấy, giờ mình quay lại cho các bạn xem ở đây. Đấy thì chút xíu nữa qua bên kia ha, ở bên kia kìa. Đây ở bên kia nó cũng có cái nhà đỏ 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 đấy. Thì mình cũng sẽ qua đó mình quay cho bạn xem cái cây thông Noel ở đây. Thì ở đây giống như là cái miền quê vậy đó, gọi là miền quê, miền ven ngoại ô đi, ngoại ô của thành phố của Nagoya. Thì cuộc sống nó cũng khá là êm ả thôi, nó chả có gì là nhộn nhịp và tấp nập hết, mọi thứ nó cứ yên tĩnh. Đấy thì bây giờ mình cho các bạn đi vô trong cái đền này xem ha. Đây là cái cổng vào đền này, thì tiện thể mình tham quan luôn. Đấy, để coi trong đền nó có gì. Ở đây nè các bạn, đây là một cái cây cũng là cây hoa anh đào, nhưng mà hoa anh đào mùa thu đó các bạn.
Đó, như bạn thấy như bây giờ đang là mùa thu nhưng mà nó đã có, như nó có hoa này, nó nở hoa ra nè các bạn. Đấy. Đấy. Nó khá đẹp, bây giờ nó cũng đã rụng hết rồi. Đấy. Nhưng mà nó có hai cái loại hoa đào là như vậy. Đấy, rồi bây giờ mình tiếp tục mình vô đền ha, để mình coi có gì mình chỉ cho các bạn xem những cái đại lạ ở khu đền của Nhật. Thì đây, đây là một cái mà mình chú ý các bạn nè. Đấy là khi mà vô đền thì trước cái đền là thường nó có một cái chậu nước như vậy nè. Đấy, nó rất là đẹp và tinh tế luôn các bạn ha. Đấy thì cái chậu nước này thì các bạn khi vô đền là các bạn dùng để các bạn lấy, các bạn rửa tay. Đấy, rửa tay, rửa mặt cũng được. Đấy, mục đích là cho cái người mình nó sạch sẽ nè, nó gọi là nó rửa đi những cái mà bụi bẩn đấy. Đấy, để mình chuẩn bị mình sạch sẽ nhất, rồi mình tinh khiết nhất, để mình khi mình vô đền mình làm lễ hay là mình cầu nguyện cái gì đó. Thì đây là một cái khu đền điển hình ở Nhật. Đấy, rất là đẹp và cổ kính. Hai bên là cây, có thể là cây gì thì cái hoa gì ta, hoa chắc là hoa mơ đấy, đúng rồi. Hai bên đây, bên này là cái cây hoa mơ nè, bên này chắc cũng là hoa mơ. Đấy, nhưng mà giờ này thì cũng đã rụng hết rồi, chỉ còn cái cây tuổi thơ khô thôi. Đấy, thì bây giờ đền này đóng cửa rồi. Các bạn thấy cái dây chuông đó không? Đó, cái dây chuông đó thì ở trên nó là một cái chuông. Đó, thì tùy theo có rất là nhiều cách để cầu nguyện. Nhưng mà khi mà các bạn cầu nguyện thì các bạn phải rung cái chuông đó. Đấy, thì thần linh mới thấy được. Rồi, ok, thì đây là một dòng ha. Mình quay quanh cái đền cho các bạn xem. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên cái nhà đỏ bên kia hồi nãy lúc nãy mình giới thiệu đó, để mình quay cho bạn thêm một chút xíu nữa về cây thông Noel. Cái cây thông Noel ở cái khu mình sống đây nó cũng chả gọi là hành tráng nguy nga gì đâu, nhưng mà mình thấy nó cũng dễ thương. Đấy, rồi mình thử mình test luôn. Nói chung là hôm nay là test về cái gimbal này là chính đấy, chứ còn cảnh này thì mình nghĩ một số nơi của bạn còn đẹp hơn cái khu của mình rất là nhiều. Đây, rồi ok, bây giờ mình tiếp tục mình đi thôi nha. Ok. Anh thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua bên cái hướng bên hướng này ha. Thì mình sẽ đi qua đó để đi qua bên phía cái nhà đỏ có cái thông đó để cho các bạn xem ha. Rồi ok, thì đi theo mình. Mấy cái hoa này nó nở hồng hết cả một khu luôn ha các bạn ha. Nè, các bạn thấy ở dưới nè. Ui giời. Nó hồng hết luôn. Đấy, thì cái hoa này thì nó cũng nở vào tầm cuối thu, mà nó nở cũng khá là đẹp thôi, nhưng cánh hoa nó mau tàn lắm. Nó tàn thì nó úa xuống, nó rụng tùm lum hết. Ok, thì bây giờ để coi thử mình sẽ chạy ha, mình sẽ chạy coi thử xem như thế nào, để coi thử nó có rung không. Ok, bây giờ mình đang chạy ha, chạy cho nó nhanh. Đấy, bây giờ mình đi ra khỏi cái khung viên vối đài rồi nè các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi qua đường. Đấy, đi qua đường. Qua đường tiếp tục đi xuống cầu thang các bạn ha. Đây, cầu thang đây. Ok. Đấy, bạn đi rất là nhanh luôn các bạn ha. Đấy. Thì để coi tí nữa thì chất lượng nó sẽ như thế nào. Ok, thì bây giờ mình đã đi vào bên trong khuôn viên của cái nhà đỏ này rồi. Đây cũng là một di tích lịch sử khá nổi tiếng của khu vực Handa này. Thì hiện giờ thì nó được gọi là trùng tu lại một số cái và trở thành một cái khu để đón khách tham quan. Ở trong đây thì nó có nhà hàng, cà phê, với lại một số cái địa điểm mà để xem về các cái hiện vật lịch sử ấy, có liên quan đến cái nhà đỏ này. Ok, thì bạn thấy ở đây xe cũng rất là nhiều các bạn ha. Đấy, đây xe của người dân. Và cuối tuần, nếu mà cuối tuần thì sẽ có rất là nhiều cái xe khách kiểu như vậy. Đây là xe của những tuyến du lịch. Đấy, còn đây là cái cây thông mà mình muốn giới thiệu các bạn đây. Đây, đây là một cây thông mà cây thông nó sống nha các bạn. Nó cứ được trồng ở đây suốt. Đấy, chứ không phải là đến mùa Giáng sinh thì nó mới được đem qua đây để phục vụ đâu. Thì các bạn có thể xem đây. Đây, nó cũng khá là cao ha, nhưng mà cơ bản là nó được trồng tự nhiên đó, cho nên cái lá của nó cũng không có xum xuê cho lắm, và người ta trang trí cũng khá là đơn giản thôi. Nhưng mà bây giờ mình đi
đi vào buổi sáng thì chắc chắn là không có đèn rồi. Đấy, trong cái mùa Giáng sinh năm nay thì mình thấy có một cái rất là vui, đó là các bạn sử dụng các cái chai lọ tái chế nè các bạn. Đấy, sử dụng cái chai lọ tái chế để làm những cái cây thông nhỏ nhỏ. Chắc cái này là các bạn học sinh tiểu học đây. Đấy, để làm cái cây thông Noel rất là nhiều màu sắc ha. Đấy, như bạn xem nè. Đấy, có khoảng mười mấy cây ở đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Nói chung là cái cây thông Noel của mình nó không có gọi là nó hoành tráng, nó không có đèn đốm đồ dữ dội, nhưng mà nó lại có thể, nó mang một cái màu sắc rất là trẻ trung và hiền hòa, thanh bình của cái khu vực thành phố mình đang sống. Đấy, có một số bạn cũng đang chụp hình lưu niệm trước cây thông nè. Ok, để mình dẫn các bạn đi ra phía trước ha, để xem coi thử là ở phía trước tòa nhà này nó có cái gì. Đấy, đây là một khu khá là rộng ha. Thường nếu mà những ngày cuối tuần thì cái khu này nó sẽ được sử dụng để làm các cái buổi bạc ti rồi đó bạn. Cái hội họp đó, thì vì cái diện tích nó khá là rộng đây nè. Mình cho các bạn xem. Đấy, cái khoảng đất này nè. Ok, mình lại tiếp tục chạy nha các bạn. Chạy để đến mặt trước cho các bạn xem. Đấy, thì mình vẫn cầm cái gimbal này và mình chạy ha, thì coi thử nó có rung hay không nha. Nếu mà nó rung là coi như là thất bại. Hay, ok, thì bữa nay giờ này thì nó cũng bắt đầu nắng ở đây, nó cũng hút là thời gian này nó lúc nắng lúc mưa, lúc mưa lúc thì nó nắng to, lúc thì nó lại mây. Đấy, trước của tòa nhà rồi nè các bạn, thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha, tổng quan của cái ngôi nhà này. Đấy, đây là kiến trúc của cái ngôi nhà đỏ nè các bạn. Đấy, bên trong nó là quán cà phê bar, không phải quán cà phê, rồi các cái quầy bar. Ở trong đây có ba bia ba rượu ha, nhưng mà bia là chỉ là uống thôi chứ không phải là bar mà kiểu vô nhảy nhạc ầm, cái đó không phải nha. Đấy, rồi có xe một số cái để mình tham quan về lịch sử. Đấy, và ở đây cũng có một cái loại bia rất là nổi tiếng luôn các bạn. Đấy, và đó cũng là một cái nhà hàng luôn. Đó, nó bây giờ nó giống như là một cái nhà đa chức năng vậy đó, vừa để tham quan và vừa để phục vụ cho khách du lịch luôn các bạn ha. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ một vòng khung cảnh này. Đấy, ở cái khu mình thì nó chỉ thanh bình như vậy thôi. Đấy, không có nhà cao tầng, rồi không có quá nhiều công trình dày đặc, mà chỉ có một số cái công trình gọi là tham quan tiêu biểu, rồi hầu hết là người dân người ta sống rất là hiền hòa. Đấy, và nét đặc biệt của ở đây thì chỉ là cái tòa nhà này thôi, mà cũng rất là may là nó ở ngay sau lưng nhà mình luôn để cho bạn tham quan. Mình làm để test về cái tay cầm chống rung gimbal này các bạn ha, thì bây giờ mình cũng đã trở về nhà rồi. Đấy, đây là cái khu mình sống. Mình có làm một cái video nhỏ về cái giới thiệu về cái chỗ mình đang sống đấy. Thì các bạn có thể tìm xem trong những cái playlist của mình. Đấy, thì đến đây thì mình cũng xin kết thúc cái video review về sơ về cái gimbal, cái tay cầm chống rung đó ngày hôm nay ha. Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái video tiếp theo. Và nhớ hãy đăng ký kênh của mình nếu yêu thích ha. Và không quên bấm chuông để không bỏ lỡ những cái video mới nhất của mình sẽ ra trong thời gian tới về cuộc sống Nhật và những điều thú vị về đất nước Nhật Bản các bạn nhé. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.